Bộ Y tế đã có văn bản đề nghị Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng xác minh và báo cáo sự cố y khoa liên quan trường hợp sản phụ KH, 29 tuổi, trú xã Tân Thanh, huyện Lâm Hà tử vong sau khi sinh mổ tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng. Theo đó, Bộ Y tế đề nghị Sở Y tế tỉnh này chỉ đạo Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng thành lập hội đồng chuyên môn xem xét quá trình tiếp đón, theo dõi, chăm sóc và xử trí đối với trường hợp sản phụ KH. Nếu có sai sót về chuyên môn, tinh thần, thái độ phục vụ và đạo đức nghề nghiệp, Bộ đề nghị Sở Y tế Lâm Đồng xử lý nghiêm các tập thể, cá nhân liên quan. Trước đó, sản phụ KH nhập viện lần 1 vào ngày 15 tháng 9. Kết quả siêu âm thai nhi ghi nhận có bất thường nên chị được chỉ định mổ lấy thai. Sau mổ, sức khỏe chị KH ổn định và được xuất viện. Đến ngày 21 tháng 9, tình trạng chị KH bất ngờ chuyển biến xấu nên được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng cấp cứu. Đến chiều ngày 26 tháng 9, chị KH hôn mê sâu nên người thân xin đưa chị về nhà. Sau đó, chị tử vong vào tối cùng ngày. Gia đình sản phụ KH đề nghị bệnh viện niêm phong bệnh án và xin sao lưu để gia đình gửi cơ quan điều tra. Đại diện gia đình bày tỏ mong muốn làm rõ nguyên nhân khiến sản phụ tử vong sau khi sinh mổ tại đây.